ba người rơi xuống hố tử thần, chính quyền không cứu, lại đổ bê tông chôn sống. Khi đang đi trên đường, phát hiện có người rơi xuống hố, bạn sẽ làm gì? Giải cứu anh ta nếu có thể, hoặc là hô hoán tìm người đến cứu, đó là phản ứng thông thường của con người phải không? Thế nhưng ở một đất nước giàu nhất nhì thế giới, lại không như vậy. Sự việc xảy ra tại một khu đô thị ở Quảng Châu, Trung Quốc. Một ngày, đoạn đường bên dưới một cây cầu vượt bỗng nhiên sập xuống, tạo thành một hố sâu có miệng khá rộng. Một chiếc xe vệ sinh và xe điện bị cái hố nuốt chửng. Bên trong hai chiếc xe là ba người đàn ông xấu số. Sự việc diễn ra tiếp theo đã khiến nhiều người không khỏi phẫn uất. Những chiếc xe xung quanh vẫn cứ chạy trên đường, có người tới xem nhưng chỉ dùng điện thoại chụp lại. Cuối cùng nhân viên chính quyền cũng đến. Sau một hồi bàn bạc, họ lại quyết định đổ bê tông vào cái hố với lý do tránh sụp lún lan rộng và không có bất kỳ sự cứu hộ nào ở đây. Trong chiếc xe vệ sinh là hai cha con, người cha 51 tuổi và con trai 27 tuổi. Cả hai đều đến từ Hồ Nam. Người cha đã làm việc tại Quảng Châu được hơn 10 năm, người con sắp kết hôn và con gái anh vừa đầy tháng. Sau đó, trên mạng lan truyền một video về một người phụ nữ đang gào khóc, đó là vợ của người đàn ông bị chôn vùi. Cô nói rằng cô đã nhận được thông tin vào lúc hơn 11 giờ sáng và ngay lập tức chạy đến hiện trường. Nhưng chính quyền ngăn không cho cô xem hiện trường. Họ cũng không sử dụng các biện pháp giải cứu và trực tiếp đổ bê tông xuống hố vào lúc hơn 12 giờ trưa. Chút hy vọng cuối cùng giải cứu chồng và bố chồng đã bị dập tắt. Cô cầu xin dừng xe bê tông lại nhưng bị cảnh sát chặn lại. Cuối cùng cô bị quản thúc tại gia. Cô nghẹn ngào nói, chúng tôi sắp kết hôn và chúng tôi có một cô con gái vừa đầy tháng. Lương tâm của chính quyền ở đâu? Các thành viên gia đình đã kéo các biểu ngữ cáo buộc chính quyền, đã coi thường mạng người và yêu cầu sống nhìn thấy người, chết nhìn thấy xác. Một dân mạng có tài khoản GTech BNWK nói trong một tin nhắn rằng, tôi đã nhìn thấy bức ảnh một người đàn ông bị một chiếc xe vệ sinh đè chìm sâu dưới hố. Đầu anh ta dính đầy máu đen và đỏ. Những người xem đang chụp ảnh. Anh ta có thể nghĩ rằng anh sẽ được giải cứu ngay lập tức, nhưng không ai sẽ giải cứu anh. Nhân viên của chính quyền không sẵn sàng giải cứu. Họ trực tiếp bơm bê tông xuống hố với lý do ngăn sụt lún mở rộng. Tất cả các tin tức đều nói rằng cần phải chung sống ba người để không gây thêm thương vong. Chính quyền kiểm soát dư luận, vợ khóc, người xem và chúng tôi như những con kiến. Tôi hơi khó thở, cuộc sống của chúng tôi chỉ là con giun con dế mà thôi.